Những cái hy sinh mấy người thì có đáng gì? Lục Lan, Tôn Bảo Muội không được giết người, nhưng nếu không giết chúng, chúng sẽ không tha cho huynh. Lục Lan, muội không giết chúng, tiếp theo chúng ta phải xử lý chúng thế nào? Các vị huynh đệ, hôm nay Lý Mạc Sầu đến Lục Gia Trang ta, sau này sẽ không bao giờ gây hại giang hồ nữa. Hy vọng chúng ta cùng bỏ qua cho nhau, sau này nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi đi đi. Mạc Sầu, muội, bọn chúng định giết huynh. Không ngờ các người lại độc ác như thế. Chúng ta đã tha cho các người rồi còn không biết điều. Nếu ma đầu nhà ngươi còn biết ăn chay niệm Phật sao? Chúng ta võ công thấp kém, hôm nay cho dù chúng ta chết đi, nhưng những nhân sĩ giang hồ chỉ vẫn còn sống sẽ khiến ngươi thì cả đám ngươi Lục Gia Trang bị giết sạch. Muốn chết hả? Đừng mà. Mặt sau, Lục Lan, tôi không nghe bọn chúng nói sao? Hôm nay nếu như mã hổ về rừng, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại gây chuyện. Đám người tự xưng là dân sĩ chính nghĩa các người, nếu như sau này muốn gây rắc rối cho Lý Mặt Sầu và người của Lục Gia Trang thì cứ xông lên. Đi thôi. Không phải mùi đã hứa với ta sau này không giết người nữa sao? Lục Lan, đến nào huynh muốn nhìn thấy người nhà của mình từng người một phải chết sao? Lục Gia Trang của ta tất cả đều là cơ quan, chỉ cần ta sửa một chút, chúng ta không phải ra khỏi đây thì không ai có thể làm gì chúng ta. Những cơ quan này đối phó với đám người võ công thấp kém còn có tác dụng, nhưng nếu gặp phải cao thủ thì không đáng gì. Lục Lan, ban nãy huynh cũng nhìn thấy ta đã giải dây như thế nào mà. Xem ra bây giờ huynh cần phải luyện võ công cao hơn một chút. Lục Lan, huynh đừng sợ khổ, chỉ cần hai chúng ta còn sống ở bên cạnh nhau mãi mãi mới là quan trọng nhất. Bây giờ muội sẽ đi xem người nhà của huynh ở đâu. Huynh nghỉ ngơi một tí đi. Chà không sao chứ? Ta Lý Mạc Sầu, cô đúng là lợi hại. Chúng ta chạy xa như vậy mà cô vẫn còn đuổi kịp. Ta đã trắc bộ phát sáng lên móng ngựa, nếu không phải do mưa lớn, ả tiện nhân ngươi đã sớm chết rồi. Xem ta đi. Tránh ra. Ta phải giết ả. Từ khi Lý Mạc Sầu ta xuống núi, chưa từng bị ai lừa. Vậy mà ngươi dám giở trò ngay trước mặt ta, giờ ta phải giết ngươi. Lục Lan, chàng, người ta yêu là Hàn Nguyên Quân, cô giết người ấy cũng như giết ta, chàng điên rồi sao? Chàng bị con tiện nhân này khống chế rồi đúng không? Không sao, ta không trách chàng, chúng ta về nhà thôi. Về rồi ta sẽ chữa trị cho chàng, chúng ta về thôi, cô đừng qua đây. Ta Lý Mạc Sầu, cô nghĩ mình là ai?
Cô dựa vào cái gì mà làm chủ hạnh phúc của ta? Cô dựa vào gì mà ép ta làm những việc ta không vui? Giờ ta nói cho cô biết, người ta yêu là Hàn Nguyên Quân. Sống hay chết, ta đều muốn ở cạnh bụi ấy. Phải giết à? Đi thôi, nhanh lên. Ta không quan tâm người giả tiện nhân đó có quan hệ gì, nhưng chúng ta vì họ mà đánh không phân thắng bại để bọn họ chạy thoát, không phải rất lực cười sao? Mau chạy đi. An Nguyên, cô không sao chứ? Ta không sao. Hắn là ai? Quân ấy là phu quân của ta. Ta phải giết hắn. Đại thúc, dừng lại. Mau dừng lại. Ngừng tay. Nếu người giết Lục Lan của ta, ta cũng sẽ giết ả nữ nhân này. Ngươi, để kẻ phụ lòng người khác này đến thử mùa vị bị người khác làm tổn thương. Không Quân, nàng sợ không? Có chàng ở đây, ta không sợ. Được rồi, tới đi.